សូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះចិនរតនាជាបុគ្គលិកសម្រាប់សម្រួលអប់រំកម្មវិធីកុមារីរបស់អង្គការរួមធុរិតចា៎អ្នកគ្រូជឿជាថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាសុខសប្បាយហើយសម្រាប់អ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយជាធម្មតាដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចា៎ថ្ងៃនេះដែរគឺសូមស្វាគមន៍ការកម្មវីដេអូវគ្គ 2សម្រាប់មេរៀន ទី3របៀបនៃការធ្វើការងារជាក្រុមរបស់យើងចាកាលពីវីដេអូវគ្គទី1គឺបងប្អូនបានចូលរួមរីមហើយតេតតងនឹងការស្ដាប់រឿងនិទានអនឡាញក្នុងទុនសាយហើយបន្តទៀតបងប្អូនក៏បានទស្សនានៅវីដេអូខ្លីហើយយើងក៏បានមានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនស្ដាប់ធ្វើនៅផ្ទះហើយបងប្អូនបានបន្តកិច្ចការរបស់យើងដោយធ្វើកិច្ចការផ្ទះយើងផ្ញើចូលក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមយើងអ្នកគ្រូបានទទួលចម្លើយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដល់ផ្ទះដូច្នេះហើយអ្នកគ្រូក៏បានទទួលនៅចម្លើយជាច្រើនដែលបងប្អូនបានថតផ្ញើចូលក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមរបស់យើងចាចម្លើយដូចជាវីដេអូនេះចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើការងារជាក្រុមវីដេអូនេះមានភាពលក្ខខណ្ឌលំបាកបន្តិចដោយសារតែយើងមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដូចជាឲ្យកុមារីត្រូវបិទភ្នែកហាមមិនយាយស្ដីត្រូវបញ្ជូនកំប៉ុងទៅដល់គ
nia đâm bay bình chun côn ba nắng tận đó chụp chày chà chương cày pì dương ban tu sơn nơi video này thì mui thuộc độc này thì pì tập ôn ôn ai ao nội dung này ban đấy thả được đấy đa thả càng nghe cồng chà chương ôn ôn ai sắc cực mình tịnh mới thả được đấy đa thả càng nghe cồng chà ông cũng chưa làm xong đọc ca kết ông dùng lấy này càng nghe cồng ở lần này càng đầy chấp bát nghệ cứu chân nông ôn ôn từng ọc nia còn lấy mơ thì dùng lấy từng ọc nia chà dùng này càng nghe cồng bơ rần nia vì một nghĩa là bông nông đẹp nia nông cồng để rung nia đồng bây giờ mạch cô bông nông rung muối đại phơ ca chỉ muối nia giang rồi lún chỉ muối nia đại miên nia bông nông càng nghe bài viết chỉ miên chà chân đi cứ chia dùng này bao giờ này càng nghe chỉ cồng chân sao mặc cũng sau này chỉ còn một mối cứ treo tay cho rốn sạc cả khné đồng bay ở trong căn từ rừng mòn ở đây nè nè kêu đừng nông khné dương từng ở khné từ vừa cái cam mới rốn khné từng ở khné cha chẳng đồng bay ở căn nghe nóng cứ dương treo bằng cờ ni mới xin nhá sung cờ sầm rạp mê riêng một lần chỉ vết đẹp ôn ôn từng ở khné anh vô từ trai nơi hàng cái mong một lần chỉ vết rước có không club sạc sạc bao giờ mình tới pi vừa ni mới xin nhá sung cờ hai ôn ôn từng ở khné treo từ pi xa ta xa đẹp ná đẹp ôn cú chưa rớt vô một đạn nước nơi mình biết gì nhạt và ôn ôn ngọt khỉ chả không xa nâng đáp ôn xa cận tình mơ thả ta ôn cú thì vô xa đẹp ná nằm bây xa xong nâng mình biết gì nhạt và ôn ôn ngọt khỉ chả ôn ảnh cận mơ thả tăng vì ôn châu ban rin nơi viện môn môn đôi chi ở viện bổng nên chỉ vết cỡ đôi chi tới rin nơi chúng mình thêm mấy xin xin tiết đẹp ôn ảnh cận thả vô mơ thôi chứ xa xong rồi bổng nên chỉ vết quá dừng chả chạy lần này quân quân từng ở khnề ban kết ở rùi mà hai ông pi sa bẹp ná để quân quân từng ở khnề cứ tay sờ xe nơi lời niệm bên xin nhà bọc ôn cha đầm bay vừa kịch cả nhịp bán nè cứ ở quân quân từng ở khnề tìm xong bẹp đôi chia phớt cổ lỡ mà đáy cần trái nâng cờ đà cha hai không cả vừa kịch cả nè nè cứ chọn ở quân quân từng ở khnề vừa chiều mùi ở vùng mà đáy rứa co quân quân say pro say được bao giờ cha dân vừa liệt cái nạn chết cồng chà chụp đôi chân đá nè kêu có miền xa có đôi chân niệm bên xin nhá đập bay chạy đồng lên từ đầu quân quân từng ở khnề chà chân nít cứ chia xa và nè kêu cứ cọ mà đầy chát nâng chân lò chà chân niệm bên xin nhá bờ hở xa nâng cứ tệ tôn nâng cái tọt cái tá đầm nàng ơi cọ mà đấy hai bé đôn bơ cờ hóm thông nâng cứ bù bình từ đầu đây xin lãnh nâng chân lò chà nâng cứ chia xa có đôi chân niệm bên xin nhá và nè kêu chà mình tập đi bồn bồn từng ngọc khné thưa kịch cả này rồi hái nè kêu chàng ở bồn bồn từng ngọc khné thoát nơi sân lợn kịch cả bọc ôn cho từ nông cột tê liệt cảm bao dương đồng bay chạy đồng lệ từ đòn mình phe ở cất bên trên nơi mình tệ dục bán nơi lư sân lợn kịch cả bao dương thả ta miền tây cho mình than từ lư ở xa từ đôi chiếc tiêu lục hiệp bao dương đồng bay ở căn té lò nâng chục chạy chà chân ông kinh tràn sầm rạp cà phê cây cà đò lò nít chùm nguyên đường cồng sầm mạch chật cơ sa bọc ôn ôn chà chân mình tự bị phơi cây cà này hai ta bọc ôn từng ọt khía mình là rộng định đấy không cà phê cà sầm rạch cột đau ru mùi đôi chân này chà ôn sạ tận tịnh mới mình tự bị phơi cà cù ru phát phơi năng sầu xê xà ta bọc ôn mình là rộng định đấy chà chà chân ông kinh tràn chùm bùa cà cùng đất bọc ôn chân nó bị đập ôn bán phơi cái ca cho người cầm chân cứ ôn cất chỉ mình là làm thang sao mày đi nâng rung phơm cha để dương ban chưa rung thưa cái ca cho người khnề cha mình tới pin mình là làm lo hơi chân ta ôn cất thang ôn thưa càng nghe ban chân đại ọt
Chà, chắc ôn sẽ cất mơ mà. Vì dân thưa càng nghe chị cầm chân ôn thưa càng nghe bán chưa làm này. Chà, chào con chưa làm. Chắc mình tự tìm ôn bán. Ôn qua chị tự tu thưa càng nghe bán chưa làm. Để sao tập ôn bán tự tu nó bật bởi sao xem xem. Vì sao mà chị cầm một ôn. Đôi chị bán chùm nền của ru, chùm nền phát bơ, chùm nền của xe sọ bạc na. Đồng bây ở kênh cùng một bây giờ cứ mình phép sọ sàn. Chà, hai bữa tập bây giờ cụ rút hai hai. Các ôn cứ thang nó về đập ôn vô tờ bằng hai nơi. Công xe tiền tao ôn cứ thả ta nè na kết đa từ từ ban à thả bây giờ vì ca mới xả bao ôn cha ôn xả cần tiền mới cha cha con chưa làm chân nè đa từ từ ban à thả bây giờ cứ ban khôn dương phong cứ ban từ lớn nè đa mưa phong cứ cất ban từ từ đơn thả cùng nuôi nếp bây giờ sờ sa hai xong chỉ cầm bỏ kê cha ở con chưa làm cha con ôn được ở kia ban đơn hai tha ca nghe cống cứ bên trên miền sẽ sầm khăn khăn nè đầm bay thùng đầy cột đào mười rùng khnề cha cống cứ trơ tay tự tu cơ nơi sầm tập hiệp còn đôi chia tay cơ sa rồi bắt sầm chơi cống đậm nè đầm bay ở cống căn tay rừng món nâng tự tu ban chục chạy cha là nấy về đến tị bay rồi biết nơi ca thưa ca nghe chỉ cống bao nhiêu khi ban khiên chuyện đào tị bên chậm chân ở cung chia đan đầm ôn được ở khnề nông ca tam đan tu sna video này tị muối nông này tị pi đồng đào chậm chỉ trong cái này cứ sông chun po đầm ôn được ở khnề mình sọc hiệp ló, sầm nàng ló, nâng chiếc phát phi chung mưu xem. Chà, ốc cân chì ràng.